Chào các bạn, mình đang ở Santana, thành phố thuộc tiểu bang California, nơi cộng đồng người Việt lớn thứ hai toàn nước Mỹ nha các bạn. Santana là cộng đồng người Việt lớn thứ hai, khu San Jose các bạn. Mình đang đứng ở trước tiệm cà phê Phúc Long, một tiệm cà phê duy nhất được thành lập tại Mỹ cách đây vài tháng các bạn. Con gái mình cô ấy đang nghe nhạc các bạn. Ở cái khu này là khu phố cổ, người ta có thuê một anh chàng ca sĩ mở nhà hát cả ngày để cho bà con đi bộ ăn sáng, ăn trưa, uống cà phê, thưởng thức, đi mua sắm và nghe nhạc. Phúc Long là thành lập tại đây với các món ăn sáng như là bánh mì, bánh croissant, cà phê theo hương vị đậm đà từ miền quê nhà mang xem đem qua đây. Phúc Long bên trong các bạn. Đây là ly cà phê đen nè các bạn. Đây là cà phê đen có 50% lượng đường thôi. Phúc Long nha. Uống này nhớ Việt Nam quá, nhớ quê nhà quá các bạn ơi. Bây giờ cô gái này có vô quán cà phê, người ta có uống cà phê mà có uống sữa nè. Bây giờ uống sữa nè. Không, nhà ba của Thư đó là mua cà phê. Thư bỏ sữa cho nên là hành cà phê sữa. Thì đúng rồi, ba uống cà phê con uống sữa. Cà phê sữa. Đá, đá nó còn hành cà phê sữa đá. Tưởng là tí tưởng có đi quán Nhật không? Có đi store Japan không? Đi Nhật Tảo không? Đi Nhật Tảo hay đi quán Japan? Theo như mình được biết là Phúc Long này được thành lập 1968 và khởi sự đầu tiên là tại thành phố Lâm Đồng các bạn ơi. Cà phê này đã được xây qua hết rồi. Này đem từ Việt Nam qua nha các bạn. Một ổ bánh mì thịt thập cẩm giá 7 đồng các bạn. Còn ổ bánh mì heo quay là 8 đồng nha. 8 đồng ổ bánh mì heo quay.
Thư ơi, cà phê ông ngoại nè con. À, ông ngoại nè. Thư ơi, Thư ơi, no chưa con? No chưa? Các bạn ơi, đây là bà xã mình nè, bà xã mình lên sóng nè, bà xã Diễm của mình nè. Ta vẫn ngồi chồm hổm giống như cà phê Tùng ở Đà Lạt các bạn. Có những cái ghế đậu nhỏ nhỏ đó thì ta ngồi đó các bạn. Đó, ở phía nhìn ra ngoài đường các bạn ơi. À, ở bên ngoài thì có những cái chợ trời bán rau củ. À, không tính thuế các bạn, để giá sao mua như vậy ha. Một đồng 50 sen 2 đồng. Rau xà lách nè các bạn. Đó, nó để giá để nè. Này người ta bứt từ nông trại người ta ra người ta bán luôn. À, ớt này, ớt xanh Đà Lạt các bạn. Đậu cô ve, cà chua. Ở à, đây là cửa hàng bán bắp các bạn ơi. À, chỗ bán bắp nè. À, đây bán bắp rang nè. Phía xa xa cũng có những quán cà phê và người Việt Nam cũng ngồi ở ngoài vỉa hè nhìn người qua lại. Ở đây thì những người có cái mảnh vườn các bạn, người ta trồng dư trái cây á, rau củ á, người ta đem ra ta thuê cái spot, cái một cái chỗ trống rồi người ta bể cái bàn người ta bán qua ngày vậy thôi. Đó, vậy đó. Đây là người. Đây là mua khỏi trả giá nha. À, giá nó có để sẵn rồi. Khỏi đóng thuế luôn các bạn, miễn thuế luôn. Cái chợ này mình gọi Việt Nam gọi chợ chầm hởm các bạn, khỏi phòng cần phải vô siêu thị Co-Max, BC gì cả. Đây là rau đay các bạn, rau đay nấu với cua đồng, à, đậu bầu. À, ở đây có bán rau muống, đây là rau muống này các bạn, watercress. Ớt xanh, bầu, watermelon, khổ qua các bạn, khổ qua, mướp, bán mướp. Rồi, bây giờ mọi người cùng ra xe nha, đi cuộc hành trình mới khác nha. Gái nè, gái cầm bịch popcorn cho bà ngoại nè. Giờ mình ra xe tạm biệt khu ăn chơi này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành, ủng hộ và theo dõi kênh của mình nha. Các bạn nếu các bạn thích nội dung video này mình quay chia sẻ với các bạn, các bạn thích các bạn cho mình một like, subscribe, ủng hộ kênh mình để cho mình giao lưu và tương tác với các bạn. Sau đó mình sẽ vào thăm các bạn nhé. Chúng ta sẽ đồng hành ở cuộc sống ở Mỹ và ở Việt Nam và các nơi khắp thế giới cùng với cộng đồng người Việt mình. Chào các bạn nhé.